mọi người, chúng ta đã gặp nhau rồi đây. Và ngày hôm nay thì Vy đang có mặt ở Nha Trang rồi. Nếu mà bạn nào có theo dõi Instagram cũng như là Facebook của Vy thì cũng biết là vừa rồi Vy đã đi Sài Gòn, xong rồi đi Đà Lạt chơi cùng với hai đứa em của mình. Và bây giờ mình đã về lại Nha Trang rồi. Thì dù sao đi chơi nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ nha mọi người. Vừa cất hết đồ là Vy đã phải đi qua siêu thị cùng với chồng của Vy để mà mua một ít thức ăn chuẩn bị cho những ngày kế tiếp thì mình sẽ nấu ăn tại nhà. Thì Vy vô tình thấy cái nhãn hàng của Dove có sữa rửa mặt nè, đồ dầu tẩy trang. Trời ơi, tôi rối thiệt sự luôn mọi người. Hồi giờ cứ nghĩ là Dove chỉ sản xuất ra dầu gội với lại sữa tắm thôi, nhưng mà không ngờ nay có sản xuất thêm những cái dòng dành cho da mặt nữa. Thì Vy cũng tò mò lắm, Vy cũng đã mua thử về để xem thử là cái sản phẩm đó xài có ok không. Thì đây coi như là một first impression luôn. Nói chung là nhân tiện là còn cái lớp makeup trên mặt này thì Vy cũng sẽ nói về cái quy trình mà Vy tẩy trang sạch sẽ ở nhà. Thì mọi người cũng biết rồi đó, tẩy trang là một trong những bước rất là quan trọng để mà có được một cái lớp nền đẹp, gọi là không bị mụn nè. Và nhất là nó sẽ giúp cho cái làn da nó thông thoáng hơn để mà các bạn có thể dưỡng da được tốt hơn. Ok, không nhiều gì nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này thôi. Trước tiên là phải cài tóc lên cho gọn gàng sạch sẽ đã. Thì thông thường Vy sẽ tẩy trang trước, rồi sau đó Vy sẽ đi tắm sau. Rồi cài tóc gọn gàng xong rồi thì Vy sẽ bắt đầu với những cái bước tẩy trang của Vy. Thì những cái bước mà Vy hay áp dụng là nước tẩy trang nè, sau đó đến dầu tẩy trang và cuối cùng là sữa rửa mặt. Thì hai cái bước nước tẩy trang và dầu tẩy trang á, mọi người cũng đã tranh cãi rất là nhiều là không biết cái bước nào sẽ áp dụng trước, bước nào áp dụng sau. Nhưng mà theo Vy thấy thì cách nào cũng được, miễn là các bạn biết được cái tính chất của nó. Thì với dầu tẩy trang thì các bạn nên để cái mặt của các bạn khô ráo. Thì nếu như mà cái cách của Vy á, thì khi mà Vy tẩy trang bằng nước xong, Vy sẽ để cái mặt của Vy khô ráo. Khi mà nó khô hẳn rồi thì Vy mới dùng dầu tẩy trang để mà tẩy. Đây, Vy vừa mới mua cái chai này xong luôn mọi người, nó còn mới xanh luôn. Cũng giống như dầu tẩy trang thì nó cũng có một cái nút gọi là nút gẹt này nè, để mà khi mà các bạn đi mang du lịch thì nó sẽ không bị đổ chảy. Rồi cái này nó dành cho da khô hoặc là da thường nha mọi người. Mình thấy là hiện tại Dove chỉ có ra một loại này thôi, nhưng mà Vy cũng muốn dùng thử. Mặc dù là da của Vy là da hỗn hợp thiên dầu, nhưng mà cũng muốn test thử cái loại này. Sản xuất tại Nhật Bản nha, và có kiểm nghiệm da liễu đàng hoàng luôn, không có paraben, hương liệu, cồn và chất tạo màu. Tẩy trang được lớp makeup nhẹ như là kem nền, mascara và kem chống nắng. Rồi ok, mình sẽ thử cái sản phẩm này xem nha. Rồi cho ra đây. Đầu tiên là với cái phần mascara trước nè mọi người, với lại liner là Vy sử dụng những cái sản phẩm waterproof để xem là nó có thể tẩy sạch ra hay không nha. Cố gắng là khi mà mình lau thì mình cũng sẽ lau theo chiều đi lên như thế này nè mọi người. Trên trán thì mình lau ngang ra. Đây mọi người, với sản phẩm này Vy khá là ok, tại vì nó đã tẩy được hết những cái makeup nền cơ bản đó mọi người. Thì Vy thấy là sản phẩm này rất là phù hợp cho những bạn mà thích makeup mỏng nhẹ và hoặc là chỉ sử dụng kem chống nắng thôi, thì cái sản phẩm này hoàn toàn tẩy được nha mọi người. Với lại một cái nữa là Vy thấy là khi mà Vy đã apply lên mắt nè, và cái nước tinh chất của nó thấm vào mắt á, để dính vào mắt, nhưng mà nó không có bị cay mắt nha mọi người, không có cay cảm giác khó chịu gì hết á, rất là bình thường, rất là nhẹ dịu luôn. Và khi mà lau đi cũng cảm giác rất là thoải mái nữa, cho nên sản phẩm này thật sự là rất phù hợp cho những bạn da thường đến da khô đó mọi người. Tiếp theo là bước tẩy trang thì Vy sẽ dùng dầu tẩy trang của Muji. Nhấn hạt phông ra. Tại vì hồi nãy đã làm sạch bằng nước tẩy trang rồi thì bước này Vy chỉ sử dụng hai phông thôi là được rồi. À mọi người nhớ là giữa cái bước tẩy bằng nước á, thì các bạn nên để da các bạn khô ráo một xíu, sau đó mấy bạn mới dùng dầu tẩy trang nha. Mình cũng sẽ massage nhẹ nhàng từ phần trán trước. Nó massage đi lên mọi người. Kéo lên một xíu để mà rửa cái dòng mi này nè. Nhớ là vùng mũi các bạn massage kỹ một xíu để mình đã lấy sạch sau những cái bụi bẩn còn sót lại trên da. Sau
xong thì mình sẽ đi rửa mặt và nhũ hóa với nước. Thì nếu như bạn nào có nước ấm thì càng tốt, còn nếu không thì mình chỉ cần nhũ hóa với nước lạnh thôi. Nhưng mà các bạn nhớ nhũ hóa kỹ nha. Thì bây giờ mình sẽ tẩy ra cho mọi người xem luôn. Đầu tiên là mọi người thấm một chút nước, mọi người xoay thế này cho Vy, để mình nhũ hóa hết những cái dầu còn ở trên da. Thì nó sẽ ra cái nước màu trắng, váng trắng á. Rồi mọi người cố gắng là mình massage kỹ, rồi sau mọi người cứ rửa và lấy cái nước mới. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mà mọi người thấy là mọi người đã nhũ hóa được hết cái mặt của mình rồi thì mọi người sẽ đi rửa lại với nước thôi. Biết là lớp makeup sẽ giúp cho mình đẹp hơn, nhưng mà thật sự là mình không muốn để cái lớp makeup đó lâu một chút nào luôn, tại vì nó rất là có hại cho da. Cho nên khi mà tẩy trang xong là Vy thấy là da của Vy nó nhẹ hẳn luôn, rất là thoải mái luôn mọi người. Thì bây giờ Vy sẽ test thử cho mọi người xem hai cái sản phẩm nữ của nhà Dove luôn. Thì ok, cái đầu tiên là cái này đi. Cái này á, Vy thấy nó rất là lạ luôn. Nó là dạng bọt mà hồi giờ Vy rất là ít sử dụng những cái sản phẩm rửa mặt dạng bọt sẵn đó mọi người. Thì cái sản phẩm này rất là gây sự hứng thú cho Vy. Thì nó sẽ giúp xe thiết lỗ chân lông và kiềm dầu. Thì đương nhiên là sản phẩm này sẽ phù hợp cho da dầu và da hỗn hợp thiên dầu giống như Vy nè. Rồi nó sẽ vẫn sản xuất tại Nhật Bản nha mọi người. Nói chung là bây giờ sẽ thử xem sao. Nó cũng có một cái đồ nút dài, trời dễ thương mọi người. Đó mọi người, con bướm. Rồi bây giờ Vy sẽ đổ ra tay nha mọi người. Mới quá mọi người cho nên là xịt chưa ra. Thế đó mọi người. Thì em này nó sẽ có mùi nha. Mà cái mùi của nó giống như những cái dòng sữa rửa mặt thông thường mà mình dùng. Nhưng mà nó có cái mùi thơm rất là nhẹ, rất là dễ chịu. Trong thời gian chờ đợi da mặt của mình khô thì mình cũng đã tranh thủ đi đánh răng luôn. Thì bây giờ cảm giác là nó cũng không khó chịu gì lắm đâu mọi người. Nó không khó chịu bằng cái em La Roche-Posay mà Vy đã từng dùng á. Thật sự là cái dạng treo nhưng mà nó khô cực kỳ luôn. Còn với cái sản phẩm này thì Vy thấy nó rất là ổn, ổn lắm luôn á mọi người. Thì kinh nghiệm là khi mà mọi người muốn mua cái sản phẩm gì á thì mọi người có thể lên Shopee, mọi người xem đánh giá của người mua á. Thì cái sản phẩm Dove này đã có ở trên Shopee rồi và Vy cũng sẽ để link bên dưới cho mọi người tham khảo luôn nha. Sẵn đây Vy cũng sẽ test luôn cho mọi người cái sữa rửa mặt khác của Dove. Thì cái sữa rửa mặt này nó là dạng kem nha mọi người. Nó có serum cấp ẩm và cho da mềm mượt. Thì khi mà Vy mua về Vy mới biết là cái sản phẩm này dành cho da khô và da thường chứ không phải là da của Vy. Nên chắc là sau khi test xong thì Vy sẽ đưa chồng Vy xài, tại vì chồng Vy là da khô, sản xuất công thức từ Nhật Bản này và đã được kiểm nghiệm da liễu, không paraben, không cồn và không chất tạo màu luôn. Ok, bây giờ Vy sẽ sử dụng thử nha mọi người. Cái tuyết này rất to luôn mọi người, 130g, thật sự là rất nhiều á. Thì trong thời gian chờ đợi cái da của mình nó ráo nước thì Vy sẽ chia sẻ một vài vấn đề nhỏ trong cái chuyện làm sạch da. Thì như các bạn đã đặt câu hỏi cho Vy rất là nhiều lần là có nên sử dụng máy rửa mặt hay không, thì Vy khuyên thật lòng là có nha mọi người. Và hiện tại thì Vy đang sử dụng cái máy mặt rửa mặt đây mọi người. Đây là của Juvera nha mọi người. Được tặng cái máy này lâu rồi và đến bây giờ Vy vẫn sử dụng cái em này. Thì mọi người thấy là cái sự tiện lợi khi mà Vy cầm trên tay đó mọi người, rất là dễ cầm nè. Và cái kết cấu của nó nhỏ như thế này thì nó sẽ dễ di chuyển ở những cái vùng da mà kiểu khó di chuyển vào á, thì những cánh mũi nè, cầm nè, rồi cả mấy cái vùng này nè, là cái em này nó có thể di chuyển được tốt luôn. Và em này 2 triệu mấy mà, cho nên sẽ có những cái chức năng cơ bản như là tăng giảm nè. Rồi có ngoài cái chế độ là rung bình thường
tăng dễ bình thường thì nó còn có cái chế độ làm nóng nữa, và ở sau nó sẽ có những cái vân như này để mà các bạn đẩy tinh chất thẩm thấu vào da tốt hơn. Nói chung là cái máy này là máy sạc nha mọi người, rất là tiện lợi luôn. Vi cũng sẽ để link bên dưới cho mọi người. Và Vi cũng khuyên thật lòng, nếu như mọi người không có điều kiện mua máy rửa mặt tốt thì mọi người đừng có mua máy rửa mặt tầm trung, thì Vi khẳng định với mọi người là nó sẽ không có tốt đâu. Và có một vài loại nếu mà mọi người không tìm hiểu kỹ thì nhiều khi cái lông cọ này nó cứng và nó sẽ gây tổn thương cho da cũng như là làm sệ da nữa. Cho nên là nếu như mà Vi dùng á, Vi không có điều kiện mua máy rửa mặt thì Vi sẽ dùng cái miếng bát rửa mặt của Sephora nha mọi người. Cơ bản nhất những em học sinh sinh viên mà không có điều kiện mua thì các em có thể sử dụng cái miếng bát này để mà rửa mặt, chứ không nhất thiết là phải mua một cái máy rửa mặt 200 ngàn, thì Vi nói thiệt là nó không tốt cho da tí nào luôn. Đó là cảm nhận của Vi là như vậy. Thì việc mà mua máy rửa mặt cũng là một trong những cái gọi là đầu tư cần thiết cho da nếu như mà các bạn ở cái độ tuổi từ 25 trở lên nha mọi người. Và một bước nữa theo Vi thấy nó cũng rất quan trọng với những cái bạn mà da muốn hợp thiên dầu và da dầu, và đặc biệt là có nhiều mụn đầu đen mụn cám, thì các bạn nên sử dụng tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết thì hiện tại Vi đang dùng của Red Bull có AHA và BHA, thì cái dạng này nó sẽ giúp đẩy những cái cặn bã nhờn, cặn makeup còn sót lại trên da, và nó sẽ kiểu như là nó sẽ tái tạo, nó tẩy đi lớp da chết của mình. Thì sản phẩm này cũng sẽ có cái nồng độ BHA và AHA hơi cao cho nên nó sẽ hơi rát. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể tìm hiểu dòng sản phẩm này nha, tôi cũng sẽ để link cho mọi người luôn. Da của Vi cũng đã khô rồi nè mọi người, và cái kiểu khô này Vi thấy cũng khá là thoải mái, không có bị khô căng kinh kít như mọi người. Trời ơi, rất cực kỳ ghét những cái loại mà mới rửa mặt xong vừa lâu da khô đi, là da nó kiểu giống như là ai kéo căng cái mặt mình ra vậy, nó rất là khó chịu luôn. Thì với sản phẩm này Vi cảm thấy không hề khó chịu một xíu nào luôn. Thì với những cái bạn nào mà kiểu chỉ muốn rửa mặt cấp ẩm bình thường, không bị khô da và sạch, tẩy sạch bụi bẩn bã nhờn, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm của Duo. Đây mọi người, Vi mua được 3 cái sản phẩm nhưng Vi thấy là nó mang lại cho Vi cái cảm giác khá hài lòng. Thứ nhất là nó khá là rẻ, giá của nó khá là mềm. Vi sẽ để giá cho mọi người nha, chứ quên mất tiêu rồi đó. Thì mọi người có thể tham khảo những cái dòng sản phẩm này thử xem, biết đâu là nó mang lại cái kết quả ok, phù hợp với cái giá tiền của các bạn. Rồi, bây giờ thì Vi sẽ đi tắm và dưỡng da, sau đó đi ngủ. Buồn ngủ lắm rồi mọi người. Vi cũng hy vọng là những gì Vi chia sẻ trong video này cũng giúp ích cho mọi người tìm được cái sản phẩm phù hợp cho mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của Vi, và bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới. Good night.